Xong Nhật xin chào các bác nhé. Em vừa dọn xong được một cái chiếc máy rửa bát Panasonic NPTR6. Một con máy phải nói là cực đẹp các bác này. Cái chất máy nó còn rất là mới. Bên Nhật họ dùng rất là ít và giữ gìn. Con này thì các bác nhìn mã số 3 nhé. Bên em đã làm nội ngoại thất sạch đẹp hết rồi. Ngoại thất sạch trắng tinh tươm long lanh luôn. Trông như mới. Cực đẹp luôn. Và tất cả các máy rửa bát về thì đều làm hình thức sạch đẹp cho các bác. Thì con này được sản xuất năm 2014 các bác nhé. Đây. Ngoại thất đẹp sạch mới TR6 cực mới luôn. Về cơ bản thì máy rửa bát Nhật thì không có gì thay đổi trên cái giao diện này cả. Đây. Trên này không giới thiệu về cái mục này nữa. Mời các bác chủ yếu là xem về độ mới của máy thôi. Xong thì các bác cực đẹp luôn nhé. Nói chung là các bác nào đang có nhu cầu tìm mua máy rửa bát thì con này không còn phải chê điểm gì. Dây mây so các thứ, tất cả nội thất cực mới, cực đẹp. Hiếm có con nào nó sạch đẹp như này các bác này. Đấy. Còn trông như mới luôn. Phải nói là cái chất, các bác nhìn các cái chất nhựa này của nó. Đấy. Từ các cái tay phun đến các cái giá này của nó còn quá mới. Đấy. Hiếm có con nào mới như này luôn. Bất chấp cả những dòng TR, TH đời cao, độ mới con này thì keng xà beng luôn. Đấy. Chiếc này thì em vẫn bán như thường lệ là 3,5 triệu, bảo hành 1 năm, giá chưa phí vận chuyển, chưa biến áp. Con nào đang tìm một con máy đẹp thì các bác liên hệ nhé. Từ các cái tay cửa được mọi nhìn sắp xi các thứ nhìn như mới. Đấy, thật sự nó là quá đẹp. Các mê ca bên ngoài này, chất máy nó quá mới luôn, hiếm có đấy các bạn. Chào các bác nhé.